Chào mừng quý vị đến với một điểm tin trong tuần của trang thông tin giáo phận Phú Cường. Công đoàn giáo sứ Thế Hòa hành hương tại linh địa Đức Mẹ La Vang. Thánh lễ nhậm chánh xứ của cha Du xe Đỗ Văn Hùng. Thánh lễ tạ ơn mừng cha tân chánh xứ giáo sứ Bến Trường Thứ tư lễ cho tại giáo xứ Cao Xá. Tin giáo xứ Thới Hòa. Cộng đoàn giáo xứ Thới Hòa hành hương tại linh địa Đức Mẹ La Vang. Vào sáng thứ hai ngày 18 tháng 2 năm 2019, đoàn hành hương của giáo xứ Thới Hòa do cha chánh xứ Đa Minh Trạch Cao Xuân Khải dẫn đoàn cùng với hội đồng mục vụ giáo xứ và 97 giáo dân tham dự chuyến hành hương. Vào lúc 5 giờ sáng, chuyến bay cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất đến sân bay Phú Bài. Tiếp đến ghé qua hội dòng thiên ân để chiêm ngắm tượng Chúa Giêsu bị đập phá. Sau đó, chuyến xe lăn bắn đến điểm mà cộng đoàn hướng đến là linh địa Đức Mẹ La Vang. Khi đến nơi, cộng đoàn ai nấy cảm nhận được sự an bình bên mẹ, mẹ của sự bình an. Vào lúc 5 giờ chiều cùng ngày, cha chánh xứ đã cử hành thánh lễ tôn kính mẹ La Vang. Trong tâm tình tạ ơn của cộng đoàn giáo xứ, cha chánh xứ đã cử hành nghi thức dâng các gia đình cho Chúa và mẹ. Các cặp vợ chồng nắm tay nhau lặp lại lời hứa ngày hôn phối giây phút đó linh thiêng và xúc động biết bao. Đó chắc chắn sẽ là kỷ niệm đáng nhớ nhất đối với các gia đình. Cuối thánh lễ, cộng đoàn giáo xứ đồng tiến dâng hoa lên tôn nhan mẹ. Với những lời kinh kính mừng đơn sơ Sau địa điểm La Vang Cộng đoàn còn hành hương đến mẹ Sau biển Mẹ Trà Kiều Thánh đường các thánh tử đạo Việt Nam Cùng các khu du lịch để khám phá Kỳ quan mà Thiên Chúa tạo dựng Chuyến đi hành hương kéo dài 4 ngày Thật sốt sắn, vui vẻ Và hết thảy mọi người cảm nhận được niềm hạnh phúc Sự đoàn kết giữa những người Làm con cái Thiên Chúa Khi ở bên mẹ La Vang Ước gì những lời cầu nguyện ấy cứ mãi kéo dài trong cuộc sống. Xin Chúa, qua lời chuyển cầu của mẹ La Vang, ban muôn ơn lành trên quý cha, quý hội đồng mục vụ và toàn thể cộng đoàn giáo xứ. Tin giáo xứ Phú Hòa Đông Thánh lễ nhậm chánh xứ của cha Du Xe Đỗ Văn Hùng vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 3 tháng 3 năm 2019, Đức cha Du Xe Nguyễn Tấn Tước, giám mục giáo phận Phú Cường, đã về nhà thờ Phú Hòa Đông, dân lễ tạ ơn và chủ sự nghi thức nhậm chánh xứ của cha Du Xe Đỗ Văn Hùng. Cùng hiệp dân thánh lễ có cha Simon Nguyễn Văn Thu, tổng đại diện giáo phận Phú Cường, cha Du Xe Phạm Văn Hòa, quản hạt Củ Chi, cùng quý cha khách. Tham dự thánh lễ còn có quý tu sĩ và đông đảo bà con giáo dân. Trong phần nghi thức nhận chánh xứ, với văn thư bổ nhiệm, kể từ ngày 3 tháng 3 năm 2019, cha Du Xe Đỗ Văn Hùng là cha chánh xứ giáo xứ Phú Hòa Đông. Thánh lễ diễn ra trong trang nghiêm và sốt sáng. Các em thiếu nhi tỏ ra rất quý mến cha, bởi vì gần hai năm nay, cha đã là người cha thân thương của các em. Cha yêu thương và dạy bảo các em. Còn với cộng đoàn, mặc dù là một linh mục trẻ, nhưng cha luôn gắn bó, dẫn dắt cộng đoàn đến được trốn an lành. Sau phần cảm ơn đức cha, quý cha, ban mục vụ giáo xứ đã dâng kính đức cha. Cha tổng đại diện cha quản hạt những bó hoa tươi để tri ân. Cha xứ Giuse cũng có lời cảm ơn gửi đến tất cả mọi người. Thánh lễ kết thúc sau phép lành trọng thể mọi người cúi đầu lãnh nhận ơn thiên trong niềm tin yêu mãnh liệt vào thiên chúa tình giáo xứ bến trường thánh lễ tạ ơn mừng cha tân chánh xứ giáo xứ bến trường sáng thứ hai ngày 4 tháng 3 năm 2019 cộng đoàn giáo xứ bến trường hân hoan chào đón đức cha du xe nguyễn tấn tước giám mục giáo phận Phú Cường, quý cha, quý tu sĩ cùng quý khách đến dân lễ tạ ơn và chúc mừng cha Giuse Maria Phạm Tường Thành. Trong thánh lễ tạ ơn mừng cha Giuse Maria nhận sứ với tư cách là chánh sứ giáo sứ Bến Trường. Ngoài sự hiện diện của đức cha Giuse, quý cha khách còn có sự hiện diện của bà cố và gia đình cha Giuse Maria. Tất cả đã tạo nên một bầu khí thân thương và vô cùng ấm áp. Đúng 9 giờ 15, tiếng chuông nhà thờ vang lên để chào đón Đức Cha Du Xe, vị cha chung của giáo phận, tiến vào khuôn viên nhà thờ. Sau đó, thánh lễ được bắt đầu với nghi thức rước đoàn lễ nghi và quý khách tiến vào thánh đường. Mở lời đầu thánh lễ, Đức Cha Du Xe đã giới thiệu với cộng đoàn vị mục tử mới. Ngài cũng mời gọi mọi người cộng tác đắc lực với cha xứ để cho giáo xứ được thăng tiến về mọi mặt. Tiếp đến, Cha Doan Võ Hoàn Sinh công bố văn thư bổ nhiệm của đấng bản quyền giáo phận. Sau đó, Cha Chánh xứ tuyên thệ trung thành với đức tin Công giáo trước mọi thành phần dân Chúa hiện diện trong thánh lễ. Trong bài giảng lễ, Đức Cha Giuse đề cập đến việc vâng theo ý Chúa và sống tinh thần lời Chúa của Mẹ Maria. Đức Cha cũng chia sẻ cùng Cha Tân Chánh xứ, kể từ ngày hôm nay, dù Cha đã đầy đủ năng quyền đối với giáo xứ của mình và mọi quyết định của cha nên theo thánh ý Chúa, phải làm theo lời Chúa. Trước khi kết thúc thánh lễ, vị đại diện của giáo xứ bến trường ngỏ lời cảm ơn Đức cha Du Xe, quý cha, quý tu sĩ và mọi người hiện diện. Qua lời của vị đại diện, giáo xứ bến trường rất vui mừng và hy vọng rằng trong thời gian tới với sự coi sóc của cha Du Xe trong cương vị chánh xứ, giáo xứ sẽ một ngày một phát triển hơn đáp lại mọi tình cảm ưu ái, cha xứ Giuse Maria cũng nói lên nỗi niềm dẫn thân phục vụ. Ngài cũng xin mọi người trong giáo xứ tiếp tục hiệp thông với ngài để cùng nhau xây dựng giáo xứ ngày càng phát triển hơn. Cùng trong dịp này, đại diện chính quyền địa phương cũng đến chúc mừng cha tân chánh xứ và giáo xứ trong ngày vui trọng đại này. Tin giáo xứ cao xá thứ tư lễ tro tại giáo xứ cao xá cùng với toàn thể giáo hội bước vào mùa chay thánh bằng thứ tư lễ tro giáo xứ cao xá cũng long trọng bước vào thời gian thanh luyện này trước đó ngày thứ ba cha chánh xứ đã cử hành nghi thức sám hối để mọi người dọn lòng bước vào mùa chay thánh Thánh lễ cho được cử hành vào lúc 17 giờ 30 ngày 6 tháng 3 năm 2019. Trước thánh lễ, cộng đoàn cùng suy ngắm năm sự thương khó đức Chúa Giêsu qua nghi thức ngắm đứng. Cộng đoàn giáo xứ tham dự thánh lễ rất đông và rất sốt sắng. Trong bài giảng, cha chánh xứ rô chia sẻ, trong mùa chay, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta làm ba việc đạo đức là ăn chay, cầu nguyện và làm việc bác ái. Việc ăn chay là để hãm mình ép xác và có dư của cải để san sẻ cho người nghèo. Việc ăn chay là việc khó nhất vì ăn chay phải đòi hỏi chúng ta không luôn chiều thể xác, con tim. Việc ăn chay cũng là vâng nghe lời Chúa để chỉ thực hành ý Chúa mà thôi. Sau bài giảng, cha xứ phê làm phép cho. Tiếp đó, cộng đoàn xếp hàng lần lượt lên chịu sức cho. Bụi cho biểu lộ tâm hồn thành tâm ăn năn thống hối sau khi đã phạm tội. Cho bụi gắn liền với tội lỗi đã phạm. Người Do Thái có thói quen rắc cho lên đầu để biểu hiện con người tội lỗi cần đến lòng thương xót của Thiên Chúa. Tội lỗi ngập tràn như cho lấm lem dính đầy trên người. Con người đôi khi trộn lẫn cho bụi vào thực phẩm mình dùng để xin lòng thương xót hoặc dường như để đánh các tội mình đã phạm. Phụng vụ giáo hội vào thứ tư lễ cho nhắc nhở con người ý thức thân phận mình là cho bụi. Và khi được rắc cho trên đầu, mọi người cũng được mời gọi Hãy ăn năn sám hối và tin vào tin mừng. Một điểm tin trong tuần của trang thông tin giáo phận Phú Cường đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin lần sau.